Theo quy định trong luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 1999, chỉnh sửa bổ sung hai lần vào năm 2008 và 2014, đội ngũ sĩ quan quân đội gồm sĩ quan tại ngũ, sĩ quan dự bị và sĩ quan biệt phái. Luật sĩ quan cũng đã quy định rõ ràng những chế độ chính sách ưu đãi mà sĩ quan quân đội được thụ hưởng trong quá trình công tác, phấn đấu và đạt những thành tích xuất sắc. Đây là động lực mạnh mẽ để đội ngũ sĩ quan yên tâm gắn bó, cống hiến xây dựng quân đội và sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Trong những quy định ra đời để khuyến khích, động viên sĩ quan quân đội, việc thăng quân hàm trước thời hạn theo quy định tại Điều 18 Luật Sĩ quan và quy định của Ban Cán sự Đảng Chính phủ đã trở thành động lực mạnh mẽ để mỗi sĩ quan phấn đấu lập thêm nhiều thành tích xuất sắc. Từ năm 2014 đến hết năm 2023, toàn quân đã trao quyết định thăng quân hàm trước thời hạn cho 18.384 lượt sĩ quan. Đó là sự ghi nhận kịp thời của cấp trên đối với những thành tích xuất sắc của đội ngũ sĩ quan trên các lĩnh vực công tác. Đó cũng là hành trình bền bỉ phấn đấu, vượt lên chính mình của họ, dù công việc, nhiệm vụ có khó khăn, vất vả, thậm chí là hiểm nguy thế nào. Đối với cá nhân tôi và những các đồng chí quân khác, thì trong quá trình thực hiện nhiệm vụ đã được cấp trên ghi nhận, biểu dương và khen thưởng và được lên quân hàm trước niên hạn. Đây chính là nguồn động viên to lớn để các đồng chí, cán bộ, chiến sĩ trong Bộ đội Phòng tỉnh tiếp tục cố gắng. Đối với đội ngũ sĩ quan dự bị, công tác tuyển chọn, đào tạo và sử dụng được các địa phương rất chú trọng để sắp xếp bổ nhiệm vào các đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu được giao. Đây là sự kế thừa truyền thống ngụ binh ưu nông đã trở thành nghệ thuật quân sự đặc biệt của đất nước ta, tăng cường lực lượng có trình độ cao tham gia công tác quân sự quốc phòng địa phương. Cha từng tham gia thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, nên sau khi tốt nghiệp đại học và trở thành giáo viên, anh Trần Công Hợi đã đăng ký sĩ quan dự bị, cống hiến sức trẻ cho quê hương. Tham gia vào lực lượng dự bị động viên của đơn vị của mình đang công tác và của tỉnh mình đang công tác để chúng ta có những lúc mà tham gia vào các công tác xã hội, ví dụ như là phòng chống lụt bão, phòng chống các thiên tai hỏa hoạn, là chúng ta có cái lực lượng tại chỗ để chúng ta phát huy. Chúng tôi đã tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương là lựa chọn từ 10 đến 15% các đồng chí sĩ quan dự bị là cán bộ công chức ở tại địa phương từ cấp xã cho đến cấp tỉnh. Và 80 đến 90% là các đồng chí là hạ sĩ quan đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ và xuất ngũ về địa phương. Chính vì vậy thì các đồng chí này sau khi được đào tạo về là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác quân sự quốc phòng địa phương cũng như xây dựng cái lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Đội ngũ sĩ quan biệt phái cũng trở thành cầu nối đặc biệt để thực hiện nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước trên các lĩnh vực như trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Các sĩ quan biệt phái góp phần quan trọng nâng cao chất lượng môn học giáo dục quốc phòng an ninh, xây dựng bản lĩnh, lòng yêu nước cho thế hệ trẻ. Tôi coi các đồng chí sĩ quan như là một cái thành viên chính thức của nhà trường, cho nên tất cả mọi cái chế độ chính sách mà dựa vào nguồn thu sự nghiệp của nhà trường mà thực hiện với cán bộ giảng viên khác thì các đồng chí sĩ quan biệt phái cũng được thực hiện như vậy. Trong quá trình xây dựng quân đội tiến lên hiện đại, tư tưởng người trước súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được vận dụng và phát huy hiệu quả để xây dựng đội ngũ sĩ quan vừa hồng vừa chuyên, xây dựng nhân tố con người thực sự là nhân tố quyết định sức mạnh của quân đội ta. Dù ở vị trí công tác nào, sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam sẽ luôn rèn luyện, phát huy phẩm chất cao đẹp bộ đội Cụ Hồ, cống hiến hết mình cho Tổ quốc.